Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Đà Lạt, một ngày trung tuần tháng 9 năm 2024. Đây cũng là nơi mà Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt đã dành một phần diện tích khá lý tưởng ngay ở khu vực trung tâm để hình thành nên không gian tư liệu Tây Nguyên, một không gian tư liệu quý, hiếm mà các thế hệ lãnh đạo gần đây của nhà trường đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để ghi nhận nhằm kết nối, chia sẻ các tư liệu nghiên cứu, các hiện vật có giá trị về vùng đất và con người Tây Nguyên. Năm 2023 thì không gian tư liệu Tây Nguyên Trường Đại học Đà Lạt đã đi vào hoạt động. Hiện nay thì cái nguồn tư liệu càng ngày càng lớn dần, và để đáp ứng cho cái nhu cầu nghiên cứu cũng như là tìm hiểu các cái tư liệu liên quan Tây Nguyên thì thư viện nhà trường đã tiến hành phân loại các cái tư liệu theo loại hình. Ví dụ như là khu tư liệu về sách, tài liệu tham khảo, khu tư liệu về các đề tài nghiên cứu khoa học, khu tư liệu về các cái luận văn, luận án, vân vân. Thì các cái tư liệu này đã được phân loại theo chuẩn nghiệp vụ thư viện, vì vậy mà có thể đáp ứng tốt cái nhu cầu tra cứu cũng như là tìm kiếm các cái tư liệu để phục vụ cho cái nghiên cứu của các nhà khoa học, giảng viên cũng như là sinh viên trường. Chính thức được đưa vào sử dụng từ tháng 10 năm 2023. Đến nay, không gian tư liệu Tây Nguyên đặt tại tầng 2 Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Đà Lạt hiện có khoảng 1.600 nhan đề tài liệu truyền thống và 5.000 tài liệu điện tử thuộc nhiều loại hình tư liệu đã được thư viện số hóa, đưa vào phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong và ngoài nhà trường. Theo Thạc sĩ Phan Ngọc Đông, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Đà Lạt, không gian tư liệu Tây Nguyên được chia theo các loại hình gồm sách tham khảo, chuyên khảo, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu các cấp, đặc biệt là bộ sưu tập kết quả nghiên cứu 4 chương trình trọng tâm về Tây Nguyên. Điều đáng mừng đó là, từ khi được hình thành đến nay đã có hơn 1 triệu lượt truy cập tìm hiểu, nghiên cứu về Tây Nguyên trên hệ thống thư viện số của nhà trường. Các cái đề tài nghiên cứu thuộc 4 cái chương trình Tây Nguyên, từ Tây Nguyên 1 đến Tây Nguyên 4, đây là cái nguồn tư liệu cực kỳ quý mà các cái nhà khoa học khi nghiên cứu về Tây Nguyên không thể bỏ qua. Và hiện nay, không gian tư liệu Tây Nguyên đã sưu tầm đủ các cái nguồn tư liệu này. Ngoài ra, không gian tư liệu Tây Nguyên còn có các đề tài nghiên cứu khoa học, một số bộ sưu tập tư liệu do các tổ chức cá nhân trao tặng, đặc biệt là bộ sưu tập tư liệu do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng trường Đại học Đà Lạt. Cùng với đó là hàng trăm hiện vật phản ánh đời sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên do các giảng viên, sinh viên khoa ngữ văn và lịch sử của nhà trường sưu tầm trong nhiều năm thông qua các đợt thực tập điền giả. Là một giảng viên của trường Đại học Đà Lạt thì em rất là vinh dự và tự hào khi mà được công tác tại trường Đại học Đà Lạt, và trong đó có một cái kho tư liệu và đã đưa vào khai thác và sử dụng vào cuối năm 2023. Và cái tiện ích của cái không gian tư liệu này là tụi em là trước đây và trong cái quá trình mà giảng dạy và nghiên cứu khoa học đấy, thì cái khi mà chưa có cái không gian tư liệu này thì cái việc tra cứu các cái thông tin thì nó rất là khó khăn. Thì hiện nay thì kho tư liệu này đưa vào khai thác thì các cái thông tin mà để phục vụ cho cái quá trình mà giảng dạy và nghiên cứu là nó tiện ích hơn, đặc biệt là sinh viên có thể lên vừa học vừa tham quan cái không gian tư liệu này. Đối với tôi là một sinh viên năm tư tại trường Đại học Đà Lạt thì khi tôi bước vào trường là 2021 thì không gian Tây Nguyên vẫn chưa được thành lập. Thì cái việc mà tìm kiếm những cái tư liệu của Tây Nguyên đối với tôi thì nó có là một những trong những khó khăn. Tại vì đối với một chuyên ngành lịch sử thì cái việc mà mình phải tìm hiểu lịch sử tại cái nơi mình học nó cũng rất là quan trọng. Và mỗi khi mà muốn tìm về một cái tài liệu về Tây Nguyên thì tôi phải tìm ở rất nhiều ở những cái phòng đọc hoặc là phòng mượn hoặc là thông qua những giáo viên tại đây. Và khi mà không gian Tây Nguyên thì được thành lập thì nó cũng đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong cái việc là nghiên cứu cũng như là học tập về những cái không gian Tây Nguyên tại đây. Nó đã giúp cho tôi được rất nhiều ở trong những cái học phần của mình. Ví dụ như là học phần điền giả thì tôi đã hiểu được hơn về cái văn hóa của Tây Nguyên, hiểu được những cái bản sắc dân tộc đặc trưng tại đây. Và từ đó thì cho tôi những cái góc nhìn là đa chiều, đa diện hơn về cái Tây Nguyên của mình. Tiến sĩ Lê Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã khẳng định việc xây dựng không gian tư liệu Tây Nguyên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược phát triển của Trường Đại học Đà Lạt giai đoạn 2021-2025.
2025, tầm nhìn đến năm 2030, tập trung nghiên cứu về vùng Tây Nguyên, góp phần cung cấp sự hiểu biết đồng bộ về nguồn lực tổng hợp của Tây Nguyên, cung cấp cơ sở khoa học để hoạch định chính sách phát triển toàn vùng Tây Nguyên. Bên cạnh đó, việc đưa vào sử dụng không gian tư liệu Tây Nguyên cũng góp phần vào việc thực hiện nghị quyết số 23 ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ý thức về vấn đề nghiên cứu khoa học và đặc biệt đó là bổ sung vào các cái nguồn tư liệu thì có thể nói là một trong những cái nằm trong cái chiến lược phát triển rất là quan trọng của trường đại học là. Và cũng xuất phát từ cái việc như vậy thì có cái nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về vấn đề phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đảng ủy, Hội đồng Khoa học Đào tạo và trường Đại học Hòa Lạc thì đã ý thức rất rõ về cái trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Thế cho nên là chúng tôi cũng đã quyết định là phải xây dựng ở một cái trường Đại học Hòa Lạc đóng trên cái địa bàn Tây Nguyên là cần phải có một cái thư viện thật là nó đầy đủ và nó mang tính là không gian mở. Và thông qua cái không gian mở này thì chúng tôi cũng là muốn là góp phần vào trong cái việc quảng bá, bảo lưu, bảo tồn cái văn hóa các dân tộc ở Tây Nguyên. Và cũng như là trên cái cơ sở đó thì nó góp phần rất quan trọng, đó là cho các cái nhà nghiên cứu sẽ không bị mất quá nhiều thời gian để phải đi tìm các cái nguồn tư liệu từ Tây Nguyên, mà trong cái đó chỉ cần đến Đà Lạt là vào Đại học Đà Lạt cũng như sang đến thư viện của tỉnh Lâm Đồng là chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được một số những cái chuyên ngành sâu. Việc hình thành không gian tư liệu Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng, đặt nền móng cho việc hình thành trung tâm viện nghiên cứu về Tây Nguyên tại trường Đại học Đà Lạt. Sự cố gắng, nỗ lực trong công tác sưu tầm, bổ sung và số hóa không gian tư liệu Tây Nguyên của thầy và trò trường Đại học Đà Lạt trong thời gian qua nhằm làm phong phú thêm không gian mở nơi đây là rất đáng ghi nhận. Thực tế này không chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên cũng như sinh viên tại trường, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của vùng đất con người Tây Nguyên trong tiến trình hội nhập và phát triển hiện nay.